Đến sáng ngày 17 tháng 11, tuyến đường vào xóm Ra Lung, thôn Đắc Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được khắc phục, cô lập 20 hộ dân, chủ yếu người Ca Dông, sinh sống. Tuyến đường vào xóm Ra Lung, thôn Đắc Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông. Phía trên sườn núi, hàng khối đất đá đổ xuống tạo thành vết trượt dài, hố sâu nguy hiểm. Từng khối bê tông nứt toát thành từng mảng lớn. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Dung, Đinh Văn Đùng, địa phương có khoảng 5 điểm sạt lở lớn. Trong đó, đa số là sạt lở tại các tuyến đường giao thông. Hiện, địa phương đang khẩn trương phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, các sườn đồi đã no nước, khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở. Tuyến đường đất bỗng chốc tạo thành vệt suối do nước lũ đổ về. Hơn 20 hộ dân, hầu hết là người Ca Dông, xóm Ra Lung, người Co, thôn Đắc Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập.